Hi everyone, welcome back to the English Grammar Lesson. Today we're going to study about quantifiers. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với lớp học ngữ pháp tiếng Anh. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về lượng từ nha. Chúng ta sẽ có một số nội dung chính như sau. Thứ nhất, chúng ta sẽ tìm hiểu về định nghĩa của lượng từ, definition of quantifier. Number two, quantifier classification, tức là chúng ta phân loại lượng từ. And number three, quantifiers, chúng ta sẽ tìm hiểu về các lượng từ cụ thể. The definition of quantity or quantifier. Quantities, we use quantifier when we want to give someone information about the numbers of something. For example, how much or how many. Chúng ta sử dụng lượng từ như là một từ hoặc là cụm từ để chỉ số lượng của người hoặc của vật mà chúng ta muốn nói đến. Được chưa? Và thông thường thì lượng từ có vị trí trước các danh từ cần định lượng. Có thể là danh từ số nhiều hoặc là danh từ số ít. Okay? Sometimes we use the quantifier in the place of a determiner. For example, most children start school at the age of 5. Hầu hết học sinh bắt đầu đi học ở tuổi thứ 5. Okay, vào lúc 5 tuổi đó các bạn ha. Number 2, we ate some bread and butter. Chúng tôi ăn một ít bánh mì và bơ. We saw lots of birds. Okay, và ở đây chúng ta có một số cái danh từ với children, bread and butter, hoặc là birds. Okay. Vậy chúng ta có most, hầu hết ha. Some là một ít, một vài. Và lots of, tức là nhiều. Okay? Đó gọi là lượng từ ha. We move to number 2. Quantifier classification. Chúng ta sang phần thứ 2, đó là về phân loại lượng từ. Về lượng từ thì chúng ta sẽ phân loại như sau. Thứ nhất là quantifier with countable nouns, tức là những cái lượng từ đi với danh từ đếm được. And quantifiers with uncountable nouns, tức là những cái lượng từ đi với danh từ không đếm được. Thế thì những cái lượng từ đi với danh từ đếm được như là many, a large number of, few, a few, hundreds of, thousands of, a couple of, or several, etc. Các bạn ha. Và những cái lượng từ đi với danh từ không đếm được như sau: much, a great deal of, little, a little, and a large amount of. Okay. Và cái loại thứ ba đó là chúng ta sẽ có những cái lượng từ mà có thể dùng với cả danh từ đếm được và danh từ không đếm được, như là some, any, most, no, plenty of, a lot of, hay có thể là viết tắt lại lots of, heaps of, all, none of, hoặc là tons of. Okay ha. Vậy chúng ta có ba loại lượng từ chính. Tức là lượng từ đi với danh từ đếm được, danh từ không đếm được và đi với cả hai trường hợp ha. Chúng ta vào những cái lượng từ đầu tiên. Thứ nhất là a few and a little. Thứ nhất thì chúng ta có few cộng với danh từ đếm được số nhiều và sau đó động từ sẽ là số nhiều. Và few ở đây sẽ mang nghĩa như là ít hoặc là hầu như không, tức là mang nghĩa gần như phủ định tiêu cực, tức là có cũng như không, không đủ xài ha, nên là tiêu cực. Ví dụ, few people understand the difference. Rất ít người hiểu được sự khác biệt. Nói như vậy hầu như là không có ai luôn ha các bạn ha. Và trường hợp tiếp theo đó là little. Little thì dùng cho danh từ không đếm được. Vậy thì động từ theo sau hiển nhiên sẽ là số ít. Ok ha. Và little mang nghĩa là ít, hầu như không. Và mang nghĩa gần như là phủ định tiêu cực. Ok. Ví dụ, students have little choice in the matter. Ở đây danh từ choice là danh từ không đếm được ha. Và ở ví dụ trên, tức là people là danh từ đếm được số nhiều. Ok, cho nên động từ chỉ số nhiều. Còn ở ví dụ bên dưới, little đi với choice, danh từ không đếm được. À, học sinh có ít sự lựa chọn cho vấn đề này. Ok. Tiếp theo đó là a few. A few thì sẽ đi với danh từ đếm được số nhiều và cộng với động từ số nhiều. Và a few lúc này nó không còn như few nữa. Few là ít, nhưng mà a few là một số, một vài và mang nghĩa là khẳng định.
Okay. Ví dụ, I need a few things from the store. Tôi cần một vài thứ từ cửa hàng. Tương tự như vậy, a little lại cộng với danh từ không đếm được và động từ số ít. Okay. Và a little chỗ này sẽ mang nghĩa là một chút, một ít ha, và mang nghĩa là khẳng định. Okay. Khác với little hồi nãy ha. If you have some spare milk, could you give me a little? Nếu bạn còn sữa dư, có thể cho tôi một ít không? Okay. Milk ở đây là không đếm được ha, cho nên a little tức là a little milk. Okay. Trường hợp tiếp theo ta tìm hiểu về some và any. Some mang nghĩa là một vài hoặc là một ít. Okay. Thế thì khi some cộng với danh từ đếm được thì động từ theo sau sẽ là số nhiều. Và khi some cộng với danh từ không đếm được thì động từ theo sau sẽ là động từ chia ở dạng số ít. Ok ha? Some còn được dùng sử dụng trong các câu khẳng định ha, lời mời hoặc là lời đề nghị. Ví dụ, there's still some wine in the bottle. Vẫn còn một ít rượu trong chai. Have some more vegetables. Ăn thêm một chút rau đi. Okay. Would you like some more tea? Bạn có uống thêm trà không? And can I have some soup? Cho tôi một ít súp được không? Okay. Ở đây có cả danh từ đếm được và danh từ không đếm được. Okay. Trường hợp tiếp theo đó là any. Any mang nghĩa là không một chút nào hoặc là không có ai. Okay. Và khi mà any đi với danh từ đếm được thì động từ số nhiều, không đếm được thì động từ số ít. Some và any giống nhau ở cái trường hợp chia động từ ha. Ok. Và any thì thường được sử dụng nhiều trong các câu phủ định và nghi vấn, được chưa? Còn câu khẳng định là thì sẽ mang nghĩa là bất kỳ. Ok. Ví dụ, I've got hardly any money. Tôi hầu như không có tiền. You can't go out without any shoes. Bạn không thể đi ra ngoài mà không có giày. Any teacher will tell you that you are so lazy. Bất kỳ giáo viên nào cũng sẽ nói với bạn rằng bạn quá lười. Ok. Câu cuối cùng, do you have any tea? Anh còn chút trà nào không? Hoặc là bạn còn chút trà nào không? Ok. Nhớ ha, some với any khác nhau về ý nghĩa, tức là some thì một vài hoặc là một ít. Còn any là không một chút nào hoặc là không có ai. Riêng trong câu khẳng định thì any sẽ mang nghĩa là bất kỳ. Và khi đi với danh từ đếm được số nhiều thì động từ sẽ là chia số nhiều. Còn khi mà đi với danh từ không đếm được thì động từ theo sau sẽ là chia số ít. Ok ha? Trường hợp tiếp theo ta tìm hiểu về a large hoặc là a great number of, a large number of hoặc là a great deal of. Ok? Và những cái từ này sẽ mang nghĩa trang trọng. Ok? A large hoặc là a great number of khi cộng với danh từ số nhiều đếm được thì ta sẽ cộng với động từ số nhiều. Còn the large hoặc là the great number of thì ta sẽ cộng với động từ số ít. Tức là cả hai trường hợp này chúng ta đều sẽ đi với danh từ đếm được số nhiều. Nhưng nếu mà là a large number hoặc là a great number thì chúng ta sẽ đi với động từ số nhiều. Còn the large hoặc là the great number of thì ta sẽ đi với động từ số ít. Ok, khác nhau với chữ a với chữ the nha các bạn. Ví dụ, a large number of people have applied for the job. Nhiều người đã ứng tuyển công việc này. Ok, a large number of people thì ta đi với động từ số nhiều. The number of homeless people has increased magically. Số người vô gia cư đã tăng lên đáng kể. Nhớ dùng câu a large number thì đi với động từ số nhiều, the large number thì đi với động từ số ít. Còn a large amount of hoặc là a great deal of thì ta sẽ cộng với danh từ không đếm được. Và động từ hiển nhiên là động từ chia ở số ít. Ok. Ví dụ, there's a great deal of truth in what he says. Có nhiều sự thành thật trong những gì anh ấy nói. Ok, truth ở đây là danh từ không đếm được. Ok, cho nên ta chia số ít, is. Ok, there is số ít đó các bạn. Let's continue with a lot of hay lots of or plenty of. Ok, nó nghĩa là nhiều và thường dùng trong những cái ý nghĩa thân mật, tức là gần gũi ha. A lot of có thể viết tắt là lots of hoặc là plenty of thì sẽ đi với danh từ
đếm được số nhiều thì ta sẽ cộng với động từ số nhiều. Ví dụ, a lot of people are coming to the meeting. Rất nhiều người đang đến cuộc họp. Hoặc là plenty of stores stay open late. Rất nhiều cửa hàng mở cửa muộn. Okay? Và a lot of hay là lots of hoặc là plenty of còn cộng với danh từ không đếm được. Và khi danh từ không đếm được thì động từ ta sẽ chia số ít. Okay? Ví dụ như sau. She earns lots of money. Okay? Cô ta kiếm được nhiều tiền. Don't rush. There's plenty of time. Đừng vội, còn nhiều thời gian. Còn nhiều thời gian mà. Okay? Vậy chốt lại thì a lot of có thể viết tắt là lots of. Okay? Ngoài ra có thể dùng plenty of mà nghĩa là thân mật, có thể cộng với danh từ đếm được số nhiều hoặc là danh từ không đếm được. Và khi đi với danh từ đếm được số nhiều thì động từ chia số nhiều, và danh từ không đếm được thì động từ chia số ít. Hiển nhiên ha các bạn ha. Let's move to the next part. Most, most of, mostly and almost. Chúng ta cùng vào phần tiếp theo ha. Thứ nhất đó là most. Most thứ nhất có thể là determiner, tức là từ hạn định. Là một cái từ hạn định, tức là nhằm giới hạn cái danh từ sau đó. Vậy hiển nhiên sau most sẽ cộng với danh từ. Được chưa? Và khi nó là một cái từ hạn định thì cái chữ most này nó sẽ như mạo từ the hoặc là những cái từ this, that, these, though. Được chưa? Và chức năng ngữ pháp của nó giống như là một tính từ ha, đứng trước danh từ. Và khi chúng ta dùng most thì diễn tả cái trường hợp là nói chung chung, chả biết ai với ai hết, được chưa? Hoặc là cái gì với cái gì. Ok? Ví dụ most people are afraid of ghosts. Hầu hết mọi người đều sợ ma. Nhưng mà nói chung chung thôi. Được chưa? Và trường hợp thứ hai của most thì nó sẽ là một trạng từ. Và chúng ta mang nghĩa là rất hoặc là cực kỳ. Cô lấy ví dụ. This task is most important. Cái nhiệm vụ này là quan trọng nhất. Ok? Lúc này nó sẽ bằng với extremely. Trường hợp thứ hai, most of. Most of thì sẽ cộng với mạo từ the hoặc là sở hữu hoặc là tân ngữ, được chưa? Và chúng ta sẽ dùng most of khi muốn đề cập đến những đối tượng cụ thể, được chưa? Most là chung chung, còn most of là đối tượng cụ thể và đã được biết đến hay hiểu từ trước, được chưa? Thì chúng ta sẽ dùng most of. Và theo sau đó là các danh từ đã xác định. Ví dụ, as most of you know, I've decided to resign. Như các bạn, hầu hết các bạn đã biết ha, tôi đã quyết định từ chức. Trường hợp thứ hai là most of the people I had invited turned up. Hầu hết những người mà tôi mời đều có mặt. Vậy the people ở đây xác định bởi vì nó có cái mệnh đề quan hệ bổ nghĩa là I had invited, tức là những người mà tôi đã mời, đúng không? Vậy people ở đây xác định. Còn cái câu ví dụ ở bên most, ở trong cái câu most people are afraid of ghosts thì chúng ta không biết people là people nào. Trường hợp đó thì chỉ nói chung chung thôi các bạn ha. Trường hợp thứ ba đó là mostly. Thì mostly mang nghĩa là thường là, phần lớn là. Nó sẽ đồng nghĩa với mainly hoặc là generally. Và mostly đóng vai trò là một trạng từ. Okay. The paintings consist mostly of still life. Các bức tranh bao gồm chủ yếu là cuộc sống tĩnh lặng. Okay. Và cuối cùng đó là almost. Almost thì cũng giống như là một trạng từ ha, nó là một trạng từ. Vậy thì nó mang nghĩa là hầu như, gần như, nó sẽ bằng với nearly. Vậy thì nó sẽ bổ nghĩa cho tính từ, trạng từ hoặc là những cái động từ, được chưa? The castle is almost entirely surrounded by water. Lâu đài gần như hoàn toàn bao quanh bởi nước. Ok? Các bạn đã phân biệt được bốn cái từ này chưa? Let's move to the next one, much and many. Much thì các bạn sẽ dùng với danh từ không đếm được. I don't have much money with me. Tôi không có mang nhiều tiền đi, okay? Ví dụ tiếp theo là is there much salt left? Có còn lại nhiều muối hay không? Okay? Trong khi đó many thì sẽ đi với danh từ đếm được và là số nhiều. Okay? Ví dụ we don't have very many copy left. Chúng ta không còn nhiều bản
như bản sao, như bản photo đó các bạn. Do you have many friends here? Bạn có nhiều bạn bè ở đây hay không? Ok. Khác biệt lớn nhất của much và many đó là danh từ đếm được, số nhiều, hay danh từ không đếm được. Ok ha. Tiếp theo đó là on hoặc là on of. On thì sẽ cộng với danh từ đếm được thì đi với động từ số nhiều. Ngược lại khi đi với danh từ không đếm được thì sẽ đi với động từ số ít. Ok. All my plants have died. Tất cả những cái cây của tôi đã chết. All wood tends to shrink. Tất cả gỗ thì có xu hướng co lại. Ok. Vậy ở đây bạn thấy plants, cái cây đều đếm được thì ta sẽ đưa về động từ số nhiều. Còn wood là danh từ không đếm được thì đã đi với động từ số ít ha. Còn on off thì sao? On off sẽ dùng với những cái đại từ quan hệ, ví dụ như whom hoặc là which, hoặc là đại từ nhân xưng, tân ngữ ha. Nếu mà chọn là tân ngữ vì him, her, us gì đó, vân vân ha. Ví dụ, I love all of you guys. Tôi yêu tất cả các bạn. Hoặc là I have three sisters, all of whom are teachers. Tôi có ba chị gái ha, và tất cả họ đều là giáo viên. Ok, mà thấy theo sau đó là cái đại từ nhân xưng. Ok, đúng vai trò là tân ngữ hoặc là những cái đại từ quan hệ là whom hoặc là which. Phân biệt được ha. Trường hợp tiếp theo đó là no và none. No thì khi đi với danh từ đếm được số ít hoặc là không đếm được thì động từ sẽ chia số ít. Còn khi đi với danh từ đếm được số nhiều thì động từ sẽ chia số nhiều. Ok. Ví dụ, no student is to leave the room. Không có học sinh nào rời khỏi phòng. Ở đây chữ student đang là danh từ số ít. Tuy là nó đếm được nhưng mà số ít ha. Thì ta sẽ chia động từ số ít. I have no meetings this morning. Ok. Và no meeting ở đây là danh từ số nhiều. Nên thì sao? Nên đóng vai trò như là một đại từ và được dùng như chủ ngữ và tân ngữ. Ok. Khi nên đứng một mình và thay thế cho danh từ đếm được và không đếm được. Có lấy ví dụ. He has two bad friends, but none attend his wedding. Anh ta có hai người bạn thân nhưng không ai đến dự đám cưới của anh ta cả. Ok, none ở đây tức là ám chỉ bad friends. Ok. Và khi none làm chủ ngữ thì động từ sẽ được chia theo từ mà nó đại diện, được chưa? Và ở đây chữ none nó đang ám chỉ bad friends, tức là hai người, đúng không? Số nhiều, cho nên ta sẽ dùng động từ số nhiều, được ha? Và lưu ý giùm cô là none không được dùng trong câu có từ phủ định như là not. Thì bản thân none đã là phủ định rồi ha. Chúng ta tìm hiểu phần tiếp theo đó là each and every. Each nó là một đại từ hoặc là một tính từ và được dùng khi ta chú ý trực tiếp tới từng thành viên riêng biệt. Ok. Ví dụ, study each sentence carefully. Hãy nghiên cứu từng câu một cách cẩn thận. Ok. Từng câu ha. Những cái thành viên riêng biệt, những cái đối tượng riêng biệt. Và each thường được dùng hơn với số lượng nhỏ. Cô lấy ví dụ. There are four books on the table. Each book has a different color. Ok. Có bốn cuốn sách ở trên bàn và mỗi cuốn sách thì có một cái màu sắc khác nhau. Vậy ở đây là ám chỉ mỗi một cuốn ha. Ý thứ ba đó là có thể dùng each cộng với danh từ hoặc là each đứng một mình hoặc là ta có thể dùng each one. Ok. Ví dụ, none of the rooms were the same. Each was different. Hoặc là bạn có thể dùng each one was different. Ok. Không có cái phòng nào giống nhau cả. Mỗi phòng thì đều khác nhau. Ok. Tức là each cũng được. Hoặc là each one, người ta vẫn hiểu. Vậy trong câu each was different, tức là each đứng vai trò là đại từ. Ok. Thế còn every thì sao? Every bản thân của nó là một tính từ, được chưa? Và dùng để chỉ đến tất cả các thành viên của nhóm hoặc là của một tập thể. Vậy tính từ thì sẽ đứng trước danh từ ha. Every sentence must have verb. Mỗi câu thì phải có động từ, được chưa? Tức là tất cả các câu đó, mỗi câu phải có động từ ha. Tất cả các câu nói chung chung ha. Every sentence must have verb. Thứ hai là every thường dùng cho số lớn ha.
I like to visit every country in the world. Tức là ở đây tôi thích đến thăm mọi quốc gia trên thế giới, nói về số lượng nhiều ha, chứ không phải là chỉ có một. Trường hợp thứ ba đó là every, có thể dùng every cộng với danh từ hoặc là everyone, nhưng không dùng every một mình được bởi vì nó không phải là đại từ ha, bản thân nó chỉ là tính từ thôi, nó khác cái chữ each ở chỗ đó ha. Have you read all these books? Yes, everyone. Bạn đã đọc hết những cuốn sách này chưa? Rồi, tất cả chúng. Ok. Tức là từng cuốn một đều đã đọc ha. Tiếp theo chúng ta sẽ phân biệt the other, the others, another, others và other. Ok. Dễ nhất là another. Nó sẽ là một tính từ, được chưa? Và nó sẽ cộng với danh từ đếm được số ít. Và nó mang nghĩa là một cái nào đó hoặc một người nào đó, được chưa? Nó là số ít và không, không xác định. Ok. Ví dụ, this book is boring, give me another. Cuốn sách này thật nhàm chán, cho tôi một cuốn khác. Trường hợp thứ hai đó là others, tức là những cái khác hoặc là những người khác. Thì ở đây mang nghĩa là số nhiều và cũng không xác định. Ví dụ, these books are boring, give me others. Tức là những cuốn sách này thật nhàm chán, hãy cho tôi những cuốn khác. Được chưa? Những cuốn khác, những cái khác, những người khác. Trường hợp tiếp theo, the other, tức là cái còn lại hoặc là người còn lại. Và nó xác định rồi, đi với số ít. Ví dụ, I have two brothers. One is a doctor, the other is a teacher. Ở đây các bạn biết the other này ám chỉ cái gì không bạn? Đúng rồi, ám chỉ người anh trai còn lại của tôi. Tôi có hai người anh trai, một là bác sĩ, người còn lại là giáo viên. Tức là chúng ta đã xác định ha, và nó mang nghĩa là số ít. Và the others sẽ bằng với the other cộng với danh từ số nhiều. Được chưa? Ví dụ, there are five books on the table. I don't like this book. I like the others. Tức là đồng nghĩa với I like the other books. Được chưa? Có 5 cuốn sách ở trên bàn. Tôi không thích cuốn này. Tôi thích những cuốn còn lại. Ok? Được không? The others. Ok, let's practice. Chúng ta cùng vào thực hành nhé các bạn. Ok. Here is 5 first questions. Các bạn nhớ dừng màn hình lại để chúng ta làm bài trước ha. Sau đó chúng ta sẽ quay lại và nghe đáp án ha. Number 1. Of my parents enjoy fishing, they can spend the whole day fishing. Ở đây thì chúng ta sẽ chọn phương án nào các bạn? Chỉ có both mới đi với giới tự of và sau đó sẽ cộng với danh từ số nhiều và động từ số nhiều, đúng không? My parents, ở đây là hai người đây này, có s và enjoy chia với số nhiều, động từ số nhiều đây ha. Vậy ta chọn phương án C, both of ha, cả hai đều. Vậy cả hai bố mẹ tôi đều thích câu cá, họ có thể dành cả ngày để câu cá. Ok, both of my parents enjoy fishing, they can spend the whole day fishing. Number 2. I still remember Saturday night my mother made a delicious meal for us. Ở đây các bạn chọn phương án nào? Đằng sau chỗ trống ta có Saturday night và danh từ night là danh từ đếm được, đúng không? Đếm được. Cho nên chúng ta không có dùng little. Ok? Loại phương án A. Some với on là sẽ cộng với danh từ đếm được số nhiều. Được không? Vậy chỉ còn lại mỗi every là sẽ cộng với danh từ đếm được nhưng mà ở dạng số ít. Ok? Vậy ta chọn phương án D. I still remember every Saturday night my mother made a delicious meal for us. Tôi vẫn nhớ và mỗi tối thứ bảy mẹ tôi làm một bữa ăn ngon cho chúng tôi ha. Number 3. Of my students have a mobile phone, but I only allow them to turn it on during breaks. Các bạn sẽ chọn phương án nào đây? Each với one thì ta sẽ đi với of và cộng với mạo từ the, đúng không? Và sau đó sẽ là danh từ số nhiều.
và động từ thể chia số, số ít bởi vì nói về từng cá nhân đơn lẻ, đúng không? Còn ở đây thì sao? Chúng ta không có every mà đi với giới từ of, đúng không? Ta loại luôn phương án D. Vậy ta chọn phương án C, all of the, cộng với danh từ my student, số nhiều và động từ chia số nhiều. Thỏa mãn điều kiện ha. Ok. All of my students have a mobile phone, but I only allow them to turn it on during breaks. Tất cả học sinh của tôi đều có điện thoại di động, nhưng tôi chỉ cho phép họ bật trong giờ nghỉ thôi. Ok. How about number four? We wanted to make a cake, but there was sugar left. Ở đây các bạn sẽ chọn phương án nào đây? Ta thấy sau chỗ trống danh từ sugar, đó là một danh từ không đếm được, đúng không? Sugar không đếm được. Vậy thì ta chỉ dùng phương án little. Và little khi cộng với danh từ không đếm được thì sẽ mang nghĩa là ít, hầu như không, đúng không? Và mang nghĩa là phủ định. Ok. We wanted to make a cake, but there was little sugar left. Chúng tôi muốn làm bánh nhưng chỉ còn lại ít đường. Ok. Number 5. Despite the fact that the weather was bad, of Jason's friends came to congratulate him. Ok. Ở đây ta thấy đằng sau chỗ trống có giới từ of. Và Jason's friends đó là danh từ đếm được và số nhiều, cho nên ta loại phương án B và phương án D. Ok. Little với a little thì sẽ đi với danh từ không đếm được. Ok. Chúng ta sẽ dựa tiếp theo là về nghĩa. Mặc dù thực tế là thời tiết xấu, nhưng, đúng không? Mặc dù thì phải đi nhân, tức là trái ngược nghĩa với nhau. Cho nên ta không có chọn few. Few là rất ít ha, một vài. Thì nó không có hợp nghĩa. Vậy ta sẽ chọn all, tất cả. Ok, phương án A. Despite the fact that the weather were bad, all of Jason's friends came to congratulate him. Mặc dù thời tiết là xấu, nhưng tất cả bạn bè của Jason đều đã đến chúc mừng anh ta. Ok ha. Ok, here number 6 to number 10. Please stop or pause the video clip and do the exercise first, and then we come back to check the answer. Ok. Ở đây thì đó là câu hỏi từ số 6 và số 10. Các bạn cũng tương tự là dừng video clip lại để làm trước ha, ghi đáp án xuống và chúng ta sẽ quay trở lại để xem đáp án như thế nào. Ok. Ok. Number 6. The number of unemployed people recently. Ở đây thứ nhất là chia theo thì, ta sẽ thấy chữ recently. Recently là dấu hiệu của thì hiện tại, hoàn thành, đúng không các bạn? Vậy thì ta sẽ loại phương án A và D. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xem coi chủ ngữ là số nhiều hay là số ít để chia động từ cho nó phù hợp, được không? Chủ ngữ của mình là the number of unemployed people. Bạn nhớ là the number thì ta sẽ đi với động từ số ít. Danh từ theo sau thì nó là số nhiều rồi, nhưng mà động từ sẽ là số ít. Được chưa? Vậy ta chọn phương án B. The number of unemployed people has increased recently. Ok. Gần đây thì số người thất nghiệp đã tăng lên. Lưu ý ha. The number of thì sẽ đi với động từ số ít, nhưng mà a number of thì sẽ đi với động từ số nhiều. Question number 7. Why Southern California is densely populated? Live in the northern part of the state. Ở đây các bạn sẽ chọn phương án nào đây? Đầu tiên thì chúng ta sẽ dựa vào nghĩa đi. Ok. Trong khi miền Nam của California thì có mật độ dân cư đông đúc. Ok. Densely populated. Why là trái ngược nghĩa, đúng không? Trong khi bên này thì bên kia lại khác. Vậy ở bên mệnh đề why ý đã số nhiều rồi thì bên mệnh đề còn lại sẽ là số ít. Được chưa? Vậy thì cô sẽ loại phương án A và phương án B. Bởi vì nó mang nghĩa là nhiều. Nhiều thì chúng ta không hợp nghĩa. Phương án D. A few of people.
thì phải là đi với danh từ xác định. People ở đây chưa xác định cho nên không dùng được. Ta loại luôn phương án đi. Vậy ta chọn phương án phương án C. Ok. Why Southern California is densely populated, few people live in the northern part of the state. Ok ha. Tức là rất ít người sống ở phía bắc của bang. Ok. Number 8. Sarah just bought two books. Them are brand new. Ở đây các bạn sẽ chọn phương án nào? Them là số nhiều. Vậy thì cô thấy chỉ có được một phương án, phương A thôi. Both of them, cả hai cuốn sách đều là mới, đúng không? Đều mới nguyên. Sarah vừa mua hai cuốn sách và cả hai đều mới nguyên. Many thì không đúng nghĩa. All thì phải đi với giới từ. Each là tính riêng lẻ từng cái, đúng không? Ở đây là them là số nhiều rồi. Ok, và đang ý nói là cả hai chúng, hơn nữa là động từ to be đang chia số nhiều. Ok, hợp lý ha. Number 9. Of the two new students, one is friendly and. Trong hai sinh viên mới, một người thì thân thiện. Vậy thì còn người còn lại, đúng không? Thế người kia thì không. Vậy người kia, người còn lại thì chúng ta dùng từ nào các bạn? The others. Ok, ở đây có hai cái thôi, hai người thôi. Thì người thứ nhất là ones, người thứ hai là the other, người còn lại. The other is not. Ok. Number 10. Of the workers has hit or work. Ở đây ta thấy có giới từ of, sau đó danh từ số nhiều, nhưng mà động từ thì lại là số ít. Thì vậy các bạn sẽ chọn phương án nào đây? Chọn H. Bởi vì sao? Bởi vì every cộng với danh từ ha, nó mang nghĩa là mỗi người hoặc là mỗi vật trong một nhóm. Còn ở đây H thì sẽ đi với danh từ số nhiều, từng cá nhân riêng biệt, và động từ sẽ chia số ít, được không? Còn all are cộng với the thì danh từ số nhiều, động từ phải là số nhiều, được chưa? Để ta loại hết, ta chọn phương án B. Each of the workers has his own work. Mỗi công nhân có công việc riêng của mình. Ok ha? Number 11. The problem is difficult. Therefore, students could answer it. Ok. Vấn đề đó rất là khó, do đó như thế nào? Sinh viên có thể trả lời nó. Vậy thì bạn nghĩ là nhiều sinh viên có thể trả lời hay là ít sinh viên có thể trả lời? Vậy là ít sinh viên có thể trả lời, đúng không? Vậy thì ta sẽ chọn phương án. Đúng rồi, phương án C. Few ở đây sẽ cộng với danh từ số nhiều đếm được, và nó sẽ mang nghĩa là ít, hầu như không, đúng không? Được chưa? The problem is difficult, therefore few students could answer it. Number 12. Members of my family has a share in doing household chores. Ở đây các bạn sẽ chọn phương án nào đây? Ta thấy members danh từ số nhiều và has động từ lại chia số ít, đúng không? Vậy thì ta loại phương án A trước, bởi vì none of tức là không có ai, đúng không? Câu B được không? Every thì phải cộng với danh từ số ít, đúng không? Ở đây members số nhiều rồi. All thì phải cộng với danh từ số nhiều và động từ số nhiều. Vậy ta loại hết, chỉ có phương án D. Each of the members of my family has a share in doing household chores. Được chưa? Each of the thì ta sẽ cộng với danh từ số nhiều và động từ chia số ít. Ok ha? Mỗi thành viên trong gia đình tôi đều chia sẻ công việc nhà. Ok ha? Number 13. We have so exercises that we can't do all of them. Ở trước chỗ chúng ta có so.
Ok, ở đằng sau thì ta có exercises, đó là động từ số nhiều đúng không? Vậy thì so thì chỉ có đi với so much hoặc là so many thôi à? Phải không? Vậy ta loại phương án A và D. Vậy exercises thì dùng much hay dùng many các bạn? Dùng many bởi vì much sẽ đi với danh từ không đếm được. Ok. We have so many exercises that we can't do all of them. Ok. Chúng tôi có quá nhiều bài tập đến nỗi chúng tôi không thể làm tất cả chúng. Number 14. I couldn't go to cinema with my friends because I had to homework to do. Ở đây homework, sau chỗ trống, homework là danh từ không đếm được. Cho nên ta loại phương án A này, phương án B, đúng chưa? Rồi, to thì đi với some hay là đi với much? Đúng rồi, to chỉ đi với too much hoặc là too many, chứ không có đi với too some. Vậy ta loại luôn phương án C. Vậy ta chọn phương án D, ok? I couldn't go to cinema with my friends because I had too much homework to do. Tôi không thể đi xem phim với bạn bè vì tôi có quá nhiều bài tập phải làm, ok? Number 15. After Lisa tasted the soup, she added salt to it. Sau khi Lisa nếm món súp thì cô ấy thêm muối vào. Ok, ở đây các bạn sẽ chọn phương án nào? Salt là danh từ không đếm được, cho nên ta loại phương án A. Ok, some thì sẽ đi với danh từ đếm được hoặc là không đếm được, và mang nghĩa là một ít hoặc là một vài. All thì là tất cả đúng không? Most là hầu hết. Vậy ta chọn phương án nào các bạn? Thêm một ít thôi chứ làm gì mà thêm nhiều đúng không? Vậy ta chọn phương án B. Ok. After Lisa tasted the soup, she added some salt to it. Ok. Sau khi Lisa nếm món súp thì cô ấy thêm một chút muối vào. Được chưa? Ok. After 15 questions, how many questions have you finished with the correct answers? Thế sau 15 câu thì có bao nhiêu câu các bạn chọn đúng đáp án nè? Rất là tốt ha. Các bạn, nếu như mình còn chưa chắc các đáp án của mình hoặc là còn phân vân về cái ngữ pháp thì chúng ta quay lại phía trước chúng ta xem xét ha. Ok. Thank you for your attention. You have done a great job today. Cảm ơn các bạn, hôm nay các bạn làm việc rất là tốt, học hành chăm chỉ, làm bài tập cũng giỏi nữa. Thank you, bye bye, and see you later.